con này bao nhiêu ký anh? 130. Không cắn đâu. Đáp hồi nhá, không cắn. Hôm qua đi, hôm qua em lái đừng cho nó đó. Mà sao nuôi thì con cá ghê quá nhỉ. Cho nó quay lại luôn đi, cho nó quay lại. Nó ngồi kia chậm đường ta. Bắn này kêu bắn nha, chạy đi. Không có tiền đó là sao vậy? Ha ha ha.